tôi ghét mấy cái trò giải đố như thế này. Nói đi. Qua Skibidi đi xong rồi đi chơi nè. À. Nếu không hiểu cái gì, tức là cái game gì. Vô game, vô game. Không cần mình cũng đi ra được ta. Ồ, he. Bắt buộc phải xây được cái... Mấy ở đây nó có cái điện này. Tôi mà qua đó là tôi nó giật tôi bay giá luôn á. À, đây, đây, đây. Ê, nhưng mà cái này tôi chỉ cần ghép một cái mảnh như thế này nữa là tôi đủ wow này. Nhưng mà tôi không biết ghép sao hết. Bảo kiểu Tiền Bảo đã từng nói nhớ bây giờ chỗ này có điện á, bây giờ tôi phải đi qua giật băng giá. Đây thôi đi, ngon. Trời ơi, bay cái trò giải đố này nhầm nhòi giùm tôi. Ok. Đẹp quá. Thằng này đẹp trai. Tôi đi quá giật